Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm kẻ đấu với hai sinh vật cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong Primal: Mutated Spear và Alpha Tyrannosaurus. Một, Alpha Tyrannosaurus. Alpha Tyrannosaurus là một con khủng long vỏ chúa có sừng khổng lồ, là thủ lĩnh của bầy Tyrannosaurus. Nó là một trong những nhân vật phản diện đầu tiên trong truyện, cũng như kẻ chịu trách nhiệm giết gia đình của Spear và Fang. Vẻ bên ngoài, Alpha Tyrannosaurus về mặt thể chất rất giống với những con còn lại trong đàn, khiến Fang có đủ sự khác biệt để khiến nó không rõ liệu chúng có phải là cùng một loài hay là các biến thể khác nhau của khủng long bọ chúa hay không. Nó có làn da đỏ với những sọc đỏ sẫm, hai chân sau mạnh mẽ với bàn chân có 3 móng, hai cánh tay nhỏ xíu, một chiếc có 2 móng, một chiếc đuôi dài và dày và một cái đầu lớn với bộ hàm đồ sộ với những chiếc răng sắc nhọn. Các đặc điểm đáng chú ý nhất bao gồm một chiếc sừng lớn lẫn trởn trên mõm, những chiếc gai nhọn hơn trước mắt, những hàng gai nhỏ hơn chạy dọc lưng và có kích thước to bất thường, khiến nó có vẻ ngoài gần như mang tính biểu tượng. Về tính cách, là một loài động vật sống theo bầy đàn, Alpha Tyrannosaurus chịu trách nhiệm về sự sống còn của bản thân và bầy đàn của nó, và thể hiện rất ít cảm xúc ra bên ngoài khi hướng đến đồng bọn. Tuy nhiên, nó có một mặt xấu xa và tàn nhẫn khi săn mồi, ăn thịt những đứa con của Fang trước mặt cô ấy, trước khi đè cô ấy xuống và định ăn thịt cả Fang. Mặc dù có những điểm tàn bạo hơn, Alpha thể hiện những dấu hiệu quan tâm đến những người bạn cùng bầy của mình và kêu gọi chúng rời đi trước khi chúng có thể chiến đấu với một Spear đang tức giận sau khi ăn thịt gia đình của anh ta. Và sau khi anh ta cố gắng làm bị thương một con, tiếng gầm dữ dội mà nó phát ra khi chạm mặt Spear và Fang sau khi chúng giết những con khủng long bọ chúa có sự khác, thể hiện được sự tức giận trước cái chết của những con cùng bầy. Về năng lực, sức mạnh Alpha Tyrannosaurus đủ mạnh để giữ Fang bằng một chân, quất văng cô ấy đi bằng một cú quất đuôi mạnh mẽ và thậm chí đánh cô ấy ra khỏi cổ họng bằng một chi chước nhỏ. Về độ bền, Alpha Tyrannosaurus có vẻ rất dày, Fang cắn nó vào cổ họng mà nó không có tác dụng gì cả, và ngay cả khi nó đánh cô đi mà hàm của nó vẫn bị kẹp quanh. Vũ khí trùng tên của Spear có thể xuyên qua da và khiến nó chảy máu, nhưng dường như chỉ gây sát thương bên ngoài và ngay cả khi anh ta đâm vào vòng miệng của nó. Cuối cùng, nó chỉ được khắc phục khi Spear lao ra khỏi Fang và tung ra một mũi giáo xuyên qua não của nó, sử dụng vận tốc rơi của anh ta để tăng lực đâm cho anh ta. Về kích thước bất thường của Alpha Tyrannosaurus khiến nó trở thành một kẻ thù rất uy nghiêm, ngoài việc tạo điều kiện cho sức mạnh và độ bền tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, kích thước của nó cũng có thể chống lại nó, vì nó gặp rất nhiều bất lợi khi hạ gục những cú đánh có ý nghĩa vào Fang và đặc biệt là Spear. Kích thước của Alpha Tyrannosaurus và màu sắc của loài của nó có lẽ liên quan đến Giganotosaurus đột biến từ trò chơi điện tử Dino Crisis 2. Mặc dù nó luôn được miêu tả là sinh vật lớn nhất trong bất kỳ cảnh nào, nhưng kích thước của khủng long vỏ chúa Alpha Tyrannosaurus khá không nhất quán. Trong một số lần xuất hiện, nó có vẻ lớn bằng một con sói robot trưởng thành. Ở những cảnh khác, nó dường như chỉ lớn hơn Fang và cấp dưới của nó 2 hoặc 3 lần. Đôi mắt của khủng long bọ chúa Alpha Tyrannosaurus có màu hồng đỏ, rõ ràng nhất là sau khi Spear đâm nó xuyên qua não, nhưng chuyển sang màu đỏ vàng khi nó quan sát Fang lao vào nó với Spear cửa trên lưng. Một số tiếng gầm của Alpha được lấy từ Zilla của bộ phim Godzilla năm 1998. 2. Spear. Spear là nhân vật chính của Primal. Anh ta là một người thượng cổ đến từ một trái đất tiền sử, người đấu tranh để tồn tại trong điều kiện bạo lực và tàn bạo của một thế giới nguyên thủy. Và trong quá trình đó, anh ta đã tạo ra một mối liên kết khó có thể xảy ra với một con khủng long vỏ chúa là Fang. Vẻ bề ngoài, khi là một người thượng cổ trưởng thành, Spear có một vóc dáng gồ ghề, mạnh mẽ với những đặc điểm giống loài linh trưởng. Anh ta có mái tóc đen dài, xù xì và lông mày rậm, răng nanh dài được bao phủ bởi một lượng lớn lông trên cơ thể. Spear có vóc dáng rất to lớn, vạm vỡ, tay và chân của anh ấy rất rộng so với phần còn lại của cơ thể. Về trang phục, Spear thường được nhìn thấy mặc một chiếc khố màu nâu. Mặc dù trong tập ở Cold Death, anh ta giết một con voi mammoth và làm một chiếc áo khoác lông từ da của nó. Sau khi uống chất lỏng màu đen, Spear trải qua một sự phát triển vượt bậc. Hiện tại anh ta đã to lớn và cơ bắp hơn cả Croc. Cơ thể của anh ta cũng đã trải qua những sự thay đổi cá nhân, sở một trán phồng, răng của anh ta mọc sắc bén hơn, da của anh ta chuyển sang màu xanh lam và đôi mắt sang màu đỏ ngầu giống như Croc. Về tính cách, Spear đã thể hiện một bộ óc quan sát và nhạy bén,
chẳng hạn như phát hiện ra đàn voi mammoth tấn công Manta và Fang, muốn lấy ngà của người thân ở chết của chúng, sử dụng bọ làm vũ khí tạm thời củng cố cho những cú đấm của Manta trước một bầy chó hoang, và tạo ra một con vật dễ quản lý hơn khi nhất để di chuyển Fang bị thương mà không cần làm hỏng tay của Manta. Spear cực kỳ dũng cảm và không ngần ngại chiến đấu với những sinh vật lớn hơn, mặc dù thường bị đánh giá cao hơn. Là một tự săn giàu kinh nghiệm, anh ta không bị bạo lực làm phiền và cảm thấy ít đồng cảm khi tàn sát động vật và khủng long. Mặc dù vậy, anh ta thể hiện sự quan tâm đến gia đình, đồng cảm với Fang khi chứng kiến lũ con của cô ấy bị tấn công, liều mạng để bảo vệ chúng và cảm thấy bị tàn phá khi thất bại, đồng thời thương hại những sinh vật yếu đuối và bất lực. Điều đáng chú ý là Spear đối xử với tất cả các loài linh trưởng hình người bằng sự quan tâm và thân thiện, giả sử chúng không đe dọa anh ta và những người thân thiết của anh ta. Ví dụ một trong số đó là Mira và những người hang động tương tự như khỉ. Các năng lực. Để cho nội dung không quá dài dòng thì mình sẽ chỉ nói về dạng đột biến của Spear mà thôi. Sức mạnh siêu phàm. Uống chất lỏng màu đen đã nâng cao sức mạnh của Spear hơn nữa, khiến anh ta đủ mạnh để đánh bại những con khỉ không đuôi sau khi biến hình, đánh bại Croc và hụt sọ ba sừng của anh ta đang đeo bằng một cú đấm, xé toạc cánh tay của Croc để sử dụng làm vũ khí để đánh đập dã man cho đến chết, và sau đó tàn sát toàn bộ loài vượn người. Khả năng phục hồi siêu phàm. Sau khi biến hình, Spear có thể chịu được một vài cú đấm từ Croc mà không hề tỏ ra đau đớn chút nào. 3. Phân tích trận chiến. Xét về kích thước, Alpha Tyrannosaurus dài 20-30m, vì thế nó sẽ cao khoảng 8-12m. Trong khi đó, Mutated Spear khi đứng thẳng thậm chí còn cao gấp đôi so với Croc khi đứng thẳng, trong khi Croc đột biến khi đứng thẳng thì cao ít nhất ngang ngửa chiều dài của Fang, mà Fang cao cỡ 3.68m nhưng dài khoảng 8m. Vì thế nên theo mình thì Mutated Spear sẽ cao khoảng 17m hoặc là lùn hơn một chút. Về kích thước, rõ ràng Mutated Spear outsize so với Alpha Tyrannosaurus. Về sức mạnh, Alpha Tyrannosaurus có thể quất văng Fang ra khá xa, và theo mình Fang nặng khoảng 7 tấn. Việc quất văng Fang ra xa như vậy chứng tỏ nó cũng cực kỳ khỏe. Tuy nhiên Fang lại không hề suy nghĩ gì bởi đòn tấn công này. Mutated Spear thì có thể đánh văng Mutated Croc ra cực kỳ xa, thậm chí còn xa hơn rất nhiều chỉ bằng một tay và còn đánh lên rất cao. Mutated Croc thậm chí còn outside Fang. Vậy mà Mutated Spear lại làm tốt đến vậy. Mặc dù Mutated Croc vẫn không sao, tuy nhiên chi tiết này vẫn chứng tỏ về sức mạnh cực kỳ lớn từ Mutated Spear. Về sát thương thì Mutated Spear có sức mạnh cao hơn so với Mutated Croc rất nhiều, trong khi các đòn tấn công từ Mutated Croc có thể khiến cho Fang bị thương nặng, thậm chí là gần chết. Vậy nên rõ ràng về sát thương và sức mạnh thể chất thì rõ ràng Alpha Tyrannosaurus không thể bì so với Mutated Spear. Về tốc độ, Alpha Tyrannosaurus khá to lớn nên nó không quá nhanh, thể hiện khi nó toàn cánh trượt Fang. Mutated Spear ngang ngửa Mutated Croc về tốc độ, mà trong khi Mutated Croc còn nhanh hơn cả Fang. Như vậy rõ ràng Mutated Spear outspeed Alpha Tyrannosaurus. Về vũ khí, Alpha Tyrannosaurus có thể sử dụng đầu, hàm, thân, đuôi và sừng, còn Mutated Spear thì sử dụng tay chân là chủ yếu. Vì thế nên Alpha Tyrannosaurus sẽ có vũ khí nhiều hơn, đa dạng hơn. Về độ bền, Alpha Tyrannosaurus bị Fang cắn mà nó chỉ đau chứ chả bị làm sao cả. Trong khi đó, Mutated Spear có độ bền vừa trội khi nó tăng những cú đập từ Croc mà chả sao. Các bạn cũng đừng quên là Croc có sức chịu đựng cao tới mức bị Fang cắn mà nó chả hề đau một chút nào, trong khi Alpha Tyrannosaurus đã gào lên vì đau rồi. Thậm chí nếu xét về độ bền thì thậm chí Alpha Tyrannosaurus còn thua cả Croc đột biến chứ đừng nói là Spear đột biến. Vì thế nên rõ ràng về độ bền thì Alpha Tyrannosaurus không bằng Mutated Spear. Về lực hàm, Alpha Tyrannosaurus có lực hàm cực kỳ mạnh, đơn giản vì hàm nó rất to. Còn Spear sẽ có hàm không mạnh bằng vì anh ta chỉ dùng tay chân là chủ yếu. Vậy nên Alpha sẽ có cú cắn mạnh và nguy hiểm hơn. Tổng kết, ta thấy Alpha Tyrannosaurus nhiều vũ khí hơn, vũ khí đa dạng và có chiếc hàm nguy hiểm hơn. Tuy nhiên vũ khí của Mutated Spear lại chất lượng hơn và mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra nó cũng to lớn hơn và vượt trội đối thủ ở những tiêu chí quan trọng nhất, như là về sức bền, sức mạnh, sức chịu đựng và cả sát thương. Những điểm mạnh từ Alpha Tyrannosaurus sẽ không giúp được gì cho nó cả. Theo mình kịch bản, Alpha Tyrannosaurus đối đầu với Mutated Spear sẽ gần giống như diễn biến trận chiến giữa Mutated Croc và Fang vậy.
tỷ lệ thắng của Mutated Spear sẽ là 100% trước Alpha Tyrannosaurus. Thậm chí, ngay cả Mutated Croc thậm chí đã có thể thắng được Alpha Tyrannosaurus, chứ đừng nói là Mutated Spear. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.